sau khi giành cú ăn ba lịch sử gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh, cúp FA và chức vô địch Champions League, Man City đang trải qua một kỳ chuyển nhượng hè nhiều biến động. Đầu tiên và cũng là mất mát lớn nhất của The Citizen chính là sự ra đi của Ilkay Gundogan. Man City đã quen với việc nói lời tạm biệt với những huyền thoại, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola chưa mất một cầu thủ nào giống với trường hợp của tiền vệ người Đức. Trong khi những người như David Silva, Sergio Aguero và Vincent Kompany đều sa sút phong độ và đã đến lúc phải ra đi, Ilkay Gundogan vẫn đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình và góp công lớn cho chiến tích ăn ba của Man City mùa giải vừa qua. Mateo Kovacic đã được The Citizen mang về, nhưng anh khó có thể khỏa lấp được khoảng trống mà Ilkay Gundogan để lại. Trên thực tế, Man City không coi tiền vệ người Croatia là sự thay thế trực tiếp cho Gundogan. Và The Citizen cũng đã cho thấy rằng họ vẫn muốn có thêm một tiền vệ nữa khi tiếp cận Declan Rice của West Ham. Tuy vậy, ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad cho rằng mức giá lên tới 105 triệu bảng của tiền vệ nhà Anh là quá cao và quyết định từ bỏ thương vụ này. Trước đó, Man City cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Jude Bellingham, nhưng tài năng trẻ này đã quyết định lựa chọn Real Madrid là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Với việc đã chiêu mộ thành công Mateo Kovacic và vẫn còn đó những Kevin De Bruyne, Phil Foden và Bernardo Silva, The Citizen thực chất chỉ cần thêm một tiền vệ trẻ nữa để làm dày đội hình hiện tại, nhưng cũng cầu thủ đó cũng phải đủ trình độ để làm nhân tố chủ chốt của Man City trong tương lai. Bên cạnh đó, mức giá cũng phải phù hợp với yêu cầu mà ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đề ra, bởi họ còn muốn bổ sung thêm một hậu vệ là Josko Gadio, người mà chúng ta sẽ đề cập tới ở phần sau của video. Với những tiêu chí trên, nửa xanh thành Manchester rõ ràng không có nhiều sự lựa chọn chất lượng. Nhân tố đáng chú ý nhất của Celta Vigo mùa giải vừa qua, Gabri Veiga đã được liên hệ. Và mặc dù thiên về tấn công hơn Ilkay Gundogan một chút, cầu thủ 21 tuổi này dường như chính là mẫu tiền vệ mà huấn luyện viên Pep Guardiola ưa thích. Ngay sau đây hãy cùng yêu bóng đá Figo phân tích và bàn luận rõ hơn về sức mạnh của Man City nếu có đủ Veiga và Gadio thông qua video dưới đây. Nhưng trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com, cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Gabri Veiga sinh ngày 27 tháng 5 năm 2002 tại Tây Ban Nha. Tiền vệ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Celta Vigo và đá trận ra mắt đội B vào năm 17 tuổi. Tại đội trẻ của Celta, anh ra sân 63 lần và ghi được 10 bàn thắng ở giải trẻ Tây Ban Nha. Tới năm 2020, Gabri Veiga được đưa lên đội 1, ra sân 36 lần và ghi 11 bàn thắng tại La Liga mùa này và là một trong những tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2022-2023. Đáng chú ý, cầu thủ người Tây Ban Nha có được 11 pha lập công, trong khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG của anh chỉ là 6,1. Nói đơn giản, Gabri Veiga ghi được nhiều hơn đến 5 bàn thắng so với kỳ vọng. Thành tích này giúp chúng ta phần nào liên tưởng đến chính Ilkay Gundogan khi tiền vệ người Đức luôn được biết đến như một cỗ máy hack bàn thắng kỳ vọng mỗi khi mùa giải đi vào giai đoạn nước rút. Trong khi đó, khả năng xử lý bóng ở 1/3 cuối sân đối phương của Mateo Kovacic lại chưa thực sự ấn tượng. Tiền vệ người Croatia thường gặp khó trong việc xử lý và tận dụng những cơ hội đến với mình ở gần vòng cấm đối phương. Vì vậy, sự xuất hiện của Gabri Veiga tại Man City nếu có sẽ là sự bổ sung tương đối phù hợp. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Gabri Veiga hiện đang được định giá khoảng 30 triệu euro. Hợp đồng của tiền vệ sinh năm 2002 với Celta Vigo có thời hạn từ tháng 6 năm 2026 với mức phí giải phóng là 40 triệu euro. Tuy nhiên, hàng thủ đang là ưu tiên lớn nhất của Man City ở thời điểm hiện tại. Aymeric Laporte và João Cancelo đều có khả năng ra đi ngay kỳ chuyển nhượng hè này. Trong khi Laporte muốn được đá chính nhiều hơn, thì mối quan hệ giữa João Cancelo và huấn luyện viên Pep Guardiola có vẻ đã không thể cứu vãn được. Trong bối cảnh ấy, Josko Gadio đang là mục tiêu hàng đầu của Man City. Theo Daily Mail, giám đốc thể thao của The Citizen, Tiki Pergistan đã gặp gỡ người đại diện của Gadio. Đội chủ sân Etihad đã hoàn tất việc thống nhất các thỏa thuận cá nhân với cựu cầu thủ của Dinamo Zagreb. Vấn đề lớn nhất còn lại nằm ở mức giá khi câu lạc bộ Leipzig muốn thu về 100 triệu euro, còn lời đề nghị gần nhất từ phía Man City chỉ có giá 90 triệu euro. Gadio là mẫu trung vệ toàn diện với kỹ năng phòng ngự lẫn tịnh tiến bóng tốt. Cựu trung vệ Dinamo Zagreb không có khả năng tranh chấp tay đôi và bóng bổng thuộc nhóm dẫn đầu Bundesliga mùa giải 2022-2023. Song, Gadio ít phải thực hiện những pha tranh chấp vì có lối chơi thiên về đầu óc. Mùa giải vừa qua tại giải đấu số 1 nước Đức, Leipzig kiểm soát bóng trung bình 56% mỗi trận, chỉ xếp sau câu lạc bộ Bayern Munich. Vì vậy, những tình huống thủ mà Gadio phải đối mặt chủ yếu là chống phản công, và đó là lúc điểm mạnh về khả năng soạc bóng của anh được thể hiện rõ nét. The Guardian còn đánh giá khả năng soạc bóng của Gadio là chính xác như Aaron Wan-Bissaka. Còn trong lĩnh vực tổ chức tấn công, hậu vệ 21 tuổi có tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 91,1%,
cao thứ 8 tại Bundesliga mùa giải 2022-2023. Trong trường hợp đối mặt với những pha truyền về thiếu lực từ đồng đội, Gattuso có khả năng chọn vị trí tốt, thường chủ động dâng cao lấy bóng. Sau đó, hậu vệ người Croatia với nền tảng kỹ thuật cực tốt sẽ tự mình tịnh tiến bóng lên nhằm vượt qua các tiền đạo đối phương rồi truyền cho đồng đội tiếp tục khâu triển khai bóng. Với một Man City chú trọng khâu triển khai bóng từ phần sân nhà, Josko Gattuso rõ ràng quá phù hợp với chiến lược bóng đá của huấn luyện viên Pep Guardiola. Mùa giải vừa qua, chiến lược gia 52 tuổi còn có phát kiến sử dụng đến 4 trung vệ đá chính, trong đó có một người dâng lên chơi như một tiền vệ trung tâm là John Stones. Chính phát kiến này đã giúp Man City trở thành cỗ máy không thể ngăn cản và băng băng tiến về cú ăn 3 theo một cách không thể thuyết phục hơn. Do đó, không ngạc nhiên khi sơ đồ 3-2-4-1 vẫn được huấn luyện viên Pep Guardiola sử dụng ở mùa giải tới. Nhu cầu sở hữu trung vệ của chiến lược gia người Tây Ban Nha do đó cũng lớn hơn nhiều so với khi còn sử dụng sơ đồ có hai hậu vệ cánh trong quá khứ. Với vị trí sở trường là trung vệ lệch trái, Gattuso có thể chơi ở cánh trái ngoài cùng trong bộ tứ trung vệ của Man City. Khi đó, John Stones có những tình huống dâng cao hỗ trợ Rodri ở tuyến giữa sẽ để lại bộ tam Gattuso, Diaz và Akanji chấn giữ phòng tuyến cuối. Và đây hoàn toàn có thể là một bức tường bất khả xâm phạm nhờ sức mạnh thể chất ưu việt của cả ba. So với Nathan Ake, Gattuso thậm chí còn khỏe hơn. Không chỉ vậy, cầu thủ 21 tuổi còn có khả năng tỏa sáng từ những tình huống cố định trong những trận đấu lớn. Một ví dụ điển hình là cú đánh đầu thành bàn vào lưới chính Man City tại trận lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa giải vừa qua, hay pha lập công vào lưới của Mã Rốc tại trận tranh hạng 3 World Cup 2022. Nói đơn giản, Josko Gattuso là bản nâng cấp chất lượng của Aymeric Laporte và là một phương án chắc chắn hơn Nathan Ake. Đúng là chẳng cần đến hậu vệ người Croatia, hàng thủ của Man City vẫn thi đấu tuyệt hay ở mùa giải trước. Nathan Ake và phần nào đó là Manuel Akanji đã làm tốt phần việc ở vị trí lệch trái. Tuy nhiên, Josko Gattuso mới chỉ 21 tuổi và với tiềm năng của mình, anh hoàn toàn có thể là thủ lĩnh hàng thủ của Man City trong cả thập kỷ tới. Bản hợp đồng đến từ câu lạc bộ Leipzig vì thế có thể là một mũi tên trúng nhiều con nhạn. Dĩ nhiên, khi kỳ chuyển nhượng chưa khép lại và mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thậm chí, kể cả khi Vega và Gattuso gia nhập Man City, cũng chưa chắc họ có thể hòa nhập được với triết lý của huấn luyện viên Pep Guardiola. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể khẳng định, Man City luôn tính toán kỹ lưỡng trên thị trường chuyển nhượng. Nhờ đó, họ vẫn là một thế lực đáng sợ ở mùa giải năm sau, thậm chí đáng sợ hơn bội phần khi bổ sung Kovacic, Vega và Gattuso.